Và đến với Gold, please. Những cái dây bật nha anh em ơi. Vâng, bật 3-2 C3 và chúng ta đến với C4. Ok rồi, bên kia hình như là hai chém thì phải đúng không? Gzik Zom là đội bạn bên mình, Gzik Fo. Ok, như vậy là mình có Zom, mình có Phoenician đẹp hơn rồi. Yuri. Ok, quân là đẹp hơn ở trong map đấu chung kết của mình này. Cố gắng bật nào, cố gắng bật với cái chất quân vào ra nhỉnh hơn. Với cái thế này, Gzik bên kia cũng là Gzik và Zom. Gzik 2L 1P hay gì đấy cũng đẹp trong map này, hoặc là thủ hoặc là đâm Y ra, hoặc đánh Y ra cũng được. Và chào anh Dương Trung Quốc, chào anh Đỗ Đình nha, chào anh Hoàng Diệu, anh Tuấn Anh nha, chào anh Cái Tây nha, chào tất cả anh em. Vâng, đúng rồi anh Peter ơi. Vâng, đúng em nhã đây, cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh em nhá. Vâng, Mạc đang nghỉ anh em ạ. Vâng, mình đang, Mạc đang trong thời gian án treo. Sắp quay lại rồi. Chào tất cả anh em nhá, chào anh Dinh Di nhá. Đó, chào anh Nguyễn Bình, quay trở lại với trận đấu nào. Đây là bài đấu Gric ở trong tay thủ Cam Quýt. Cùng xem bài vở cái. Xem hai anh em cố gắng bật ở trong C này nào. Một game thủ tọa trên góc 3 giờ, một là một người 3 giờ với góc 12 giờ. Đây là những cái huyền thoại. Ok, cảm ơn anh Dương Trung Quốc nhá. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thật ra là em bình luận nhiều kèo rồi, nói chung là những cái tân bình luận trong cái thế trận mình đang thua thì đấy là cái điều không thể tránh khỏi và cũng rất quen đấy anh em ạ. Rất quen rồi. Và nói chung là game thủ mình đang thua, nhưng mà game đang thua rất buồn, nhưng mà không thể kiểu cho cái năng lượng tiêu cực vào bình luận cũng như là cho anh em khán giả nghe được. Và hy vọng anh em sẽ ủng hộ cho game thủ và anh em sẽ comment. Có thể là gửi lời chào đến em cũng được, hay là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nhé anh em ơi. Buổi chiều vui vẻ bên cạnh như thân của mình. Quay trở lại với máy của Idol Mang một cái. Đó là 23-28. Rồi cùng xem bài vở. Chào anh em nhá. Ok, chào anh Trích Hút nhá. Và em cũng bình luận thường xuyên mà anh ơi. Đó, chắc là anh em mình, chào anh Dinh Di nhá. Chắc là anh em mình ít gặp nhau ở trên đó, một kèo đấy là một kèo đấu nào đấy thôi, chứ hôm nay em cũng bình luận 2-3 kèo mà. Thường xuyên xoay page các thứ. Đó, nhưng mà hôm nay thì cũng lần đầu tiên gặp anh có nickname là Dinh Di. Rất China. 26 đến từ game thủ người cầm Phoenician, bài đánh cung cho game thủ Simang rồi. Thật ra bài này thì cung cũng được mà
ra cung cũng là ok nhưng mà chém thì vẫn thoải mái. Nhưng mình nghĩ là vẫn là cái chiến thuật là một chém một cung đến từ hai anh thủ bên phía chúng ta. Đây là cam quất. Đợi bài đấu cầm Grick không hiểu sao Gunny điểm số cao nhở. Không biết là bài đấu đi dò hay là như thế nào đây. Ok, cảm ơn anh Đặng Quốc Yên nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ và chịu khó nghe bình luận. Đã điều rất vui. Một bài đấu kích đời ở trong đầu 11. À đúng rồi, Dinh Di là tiểu thủy ngư. Đúng rồi, lâu lắm em không xem Trung Quốc em ơi. Lâu lắm em không xem các thủ Trung Quốc đánh. Và thật ra là cũng không hay xem vì Trung Quốc toàn đánh cung R thôi. Em lại thích kiểu random hơn. Nói chung là bây giờ cung R thì trừ khi kiểu kéo nào hot, hot hòn hòn thì mới xem. Đang xem vài trận. Đang cố gắng phải e đến được cái thủ cam Quýt. Một tên cố gắng gì e. Rồi hay lắm Quýt ơi. Được. Và một tên tập trung gì và cũng là thành công dành cho cái thủ cam Quýt. Bài đấu mấy dần nhỉ? 4 dần cả. Con giò Gunny khỏe nhở. Bài vẩy e như vậy mà vẫn chấm bút được 4 dần của thủ cam Quýt trước khi nằm xuống. Đã chứng tỏ là bài đấu này thì Quýt vẫn bị oảng tương đối dân, dân khá sâu đấy. Cũng dân thiệt hại nặng. Một vụ được thủ ra. Đây là bài đấu Phonesian đến từ game thủ xi măng nào. Rồi không đét nhà luôn. Đang liệu rằng đối phương có nghĩ đến cái chuyện công ca đến từ người cầm Zoman hay không. Cho mình ít vàng để game thủ xi măng có thể lên cho mình cái giáp 4 sớm. Cố gắng lên giáp 4 sớm, kiểu bài này rất dễ bị tình huống công ca. 29/44 đến từ thằng này game thủ xi măng. 4 na. Còn bên kia màu 3 như là 1 L này. Toàn bộ cung R game thủ xi măng sẽ nở gần như là bên ngoài hết. Nở ra bên ngoài và thủ nhà luôn. Và đi dò loanh quanh xem không biết là game thủ màu 3 dâng cái gì lên đây hay không. Rồi, như vậy là toàn bộ cung R nở ra bên ngoài. Có ca cọt thì không nhở. Có vàng rồi, tí nữa chúng ta sẽ lên giáp 4 sớm. Như vậy là cả hai nhà đối phương đang muốn áp lực lên nhà cái thủ xi măng trong tuần này. Rồi, 3 con chém màu 1 và 3 con chém màu 3. Rồi, 1 tuần 6 chém. Rồi, nhưng mà chưa có ca thì có vẻ như là cũng chưa xoắn lắm. Rồi, có làm được cái giáp 4 của anh Giai ơi. Nhìn chém sợ quá, cả đang cố gắng lên cái giáp 4 cho nó thắm tình đồng đội cái. Cho nó khỏe. Vâng, như vậy là có ca cầu đến từ game thủ đội bạn ở trong tuần này. Chắc chắn rồi. Và bây giờ đội bạn bắt đầu xô vào những con chém. Vâng, làm cái giáp 4 luôn hay không. Vâng, Gunny như đang tách lên trên 12 giờ. Đã cố gom dân lên đây một tuần và đứng thế đến từ game thủ xi măng. 38/32. Không biết là đã dỉa được con ca đối phương hay chưa. Đang cố gắng giật đến con dốc này. Một con dốc rất cao. Và một thế đứng bắc binh dành cho xi măng. Vâng, đây không khác thì cũng được hit tí cả. Tuần này đội bạn lao vào là tụi bạn chết rồi. Một tình huống rất hung đến từ game thủ Long Lê. Và khả năng gắn xin lỗi anh em, Long Lê sẽ phải ôm hận. Vâng, nhưng mà Gunny vẫn đang cô. Rất tốt. Đang giáp 4. Đang hay quá nhở. Một tình huống tận dụng cái lợi thế con dốc này. Và những tình huống là rất hung đến từ hai game thủ đội bạn ở trong tuần vừa rồi. Đội bạn rất tự tin với tình huống đẩy lên chém. Mặc dù không có thế và những con cung rờ của game thủ xi măng. Và anh vừa đứng thế đẹp và cả cái dốc nữa. Không có thế dàn chém cho đội bạn và quay trở lại máy Quýt cái. Đầu tiên thì cam Quýt hơi nó hơi yếu khi mất dân sớm. Nhưng bây giờ Quýt đang có thằng lai 31/40. Vâng, ổn. Bây giờ Quýt ra y là một cái thế lực để có thể đối đầu với con nữa sao. Gunny lại còn làm một T vào đây nữa à. Làm quả T vào đây nữa. Một T được đẩy lên công nhà đang có cho mình 2 y. Rồi công phu đây, công phu thì hợp lý rồi đấy. Nhưng mà vẫn lại thấy T. Chắc chắn sẽ là bị một tình huống châu phù đến từ Gunny rồi. Và liệu rằng xi măng anh có tạt sang đây vài cung giờ hay không. Chỉ cần tạt vài cung giờ thôi là Quýt khỏe ngay. Không hề xoắn bên phía đâu bạn. Đúng rồi, xi măng đang mang một tấn cung giờ sang chéo cánh của cái thủ cam Quýt. Bắn hộ vài con phù cái.
Đó, bắn vài hộ con vù cái người ta thế là khỏe luôn. Chúng ta sẽ bật ở trong xe này. Đang làm trận... Đang làm ngắt cái chuỗi thua này. Hình như là hôm nay chúng ta thắng trận đầu tiên của xe đấu đầu tiên. Và ta thua xe đầu và thua xe 2. Bây giờ là đang bị chuỗi khoảng 8 trận thông rồi đấy. Cực kỳ nghẹt thở. Cần phải ngắt cái chuỗi này gấp. 40-18. Bên kia bài đấu đánh 2 chém rồi. Và bên này thì bài Y Châu ra đến từ cái thủ cam quýt. Giáp 4 rồi nhưng mà chưa lên công. Đang có vài con thủ của cái thủ Gunny. Nhưng mà tầm này cũng chỉ là như vầng muối bỏ biển thôi. Bỏ bể bỏ biển gì đấy. Muối bỏ bể. Rồi, tầm này những con phù vào đây không khác gì muối bỏ bể cả. Rồi, đập lên. Lên nào. Rồi, như vậy là Gunny sẽ chết ở trong tuần này. Mang cũng đang dẩy bên trong rồi. Bây giờ thì Gunny đang kéo rất đông chém về để có thể đỡ lại. Rồi, vào sổ đi. Cần thực hiện một tình huống vẩy e đang thật rát để Simang có thể liếm hết toàn bộ dân bên trong cái hốc này của thủ người cầm một bộ. Tân vừa rồi vẩy e thơm quá nhờ. Một cái mép cái thế khe. Và bây giờ đứng ở đây luôn. Đứng đây không cho cái thủ Gunny bắt. Thằng Lê bây giờ cũng đang khá là vắng hình ở trên cái map này. Trận này thắng rồi anh em ạ. Vâng, sau một tình huống đỡ nhà tốt dành cho game thủ Simang khi anh có tình huống tựa dốc là tương đối hay. Và bây giờ trận chiến Long Lê là còn chuyển cùng Nga một áo. Rồi như vậy là Gunny bay. Long Lê chuyển qua một áo rất trâu đấy. Một bài đấu Roman không mất gì và để Roman phát triển cũng là một cái thế rất mắc binh. Đang cố gắng phải bắt hết con chèo đối phương đã. Roman khỏe nhờ. Rất là quýt có lên chiêng tí không. Đã cam quất nào. Lên cái chiêng mà đang sang thủ cho măng thì bài này măng kiểu bị ép quân thôi. Bài măng kiểu đầu tiên bị yếu và ép quân. Mà Roman khỏe từ đầu và đồng bạn Z là cũng rất khó thở đấy. Không hề đơn giản. 39-60 đến từ game thủ người gặp Ponesian. Bây giờ thì măng đang kéo cái đạo cung R công lên nhà của thủ Gunny về bắt cái turn này. Rồi bắt turn sau trước. Gunny cũng đang có mặt ở đây. Các bạn đang phối hợp. Quýt đâu rồi. Về cơ bản là đối phương sẽ có những con chém đảo để cho con Nga bắn chùa. Đội bạn sẽ đánh một cái thế kiểu trâu. Nó quan trọng là Simang cần phải giữ được cung R để thi đấu. Đó chứ không bài này mà để cho game thủ người cầm cung A một áo mà đẩy cái thủ cam Quýt thì Quýt cũng khá là dễ nằm. Rồi đấu quần hay quá nhở. Nhưng mà liệu rằng cái lợi dốc này có tạo nên một thế đột biến hay không đây. Đang rất đông chém với Gunny mặc dù bay nhà được tiên rồi nhưng mà vừa rồi bay nhà nhưng mà Gunny vẫn đang tụ được chém. Một tình huống đấu quân và Long Lê đang nằm rất nhiều đơn vị cung Nga trong tuần vừa rồi. Bắt sạch được một kích cung Nga. Cam Quýt nào, như vậy là Cam Quýt đang đâm lên nhà của Long Lê trong tuần này. Cố lên nào. Đã là lên được một cái chiêng rồi. Lên chiêng xong rồi cho Quýt. Cung Nga đâu bạn, chỉ là cung Nga một ao. Quýt tạo lại 60-68 của người cầm Greg. À, hay lắm Quýt ơi. Vâng, đâm nát nhà cái thủ Long Lê trong tuần này nào. Cố lên. Cần phải bật thành công ở trong xe đầu thứ 3. Tham Lai vẫn đang khỏe cho cái thủ Cam Quýt. Rồi quay trở lại máy của thủ Iron Bang cái. Rồi như vậy là sau một tuần. Vâng, bị ốp lên thì hiện tại Iron Bang chỉ tham Lai 25 thôi. Nhưng mà Quýt đang khỏe. Rồi, Quýt đang khỏe cánh bên này. Nhưng Bang bây giờ đang bị mất Tham Lai. Rồi bây giờ cầu bắt nốt cái đạo của Nga này. Cái thủ người cầm bố 3 nào. Rồi tuần vừa rồi cái thủ Long Lê đang mất tay. Tuần bị lỗi nhẹ đến từ đối phương. Quay trở lại với màn hình máy đâm y của thủ Cam Quýt nào. Tham Lai vẫn đang 63-72.
thằng này rất khỏe. Vâng, mấy con là... không, như cơ bản là như con chem. Không biết con làm tí A kẹp K không nhở. Vâng, nhưng mà đã gắt đi sai rồi. Vâng, hay quá. Vâng, tỷ số là 1-2 anh em nhá.